Sáng nay, mùng 3 tháng 4, ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, vụ nổ trên địa bàn vào chiều ngày mùng 2 tháng 4 đã khiến hai người tử vong và bốn người bị thương nặng. Theo đó, nạn nhân tử vong gồm Lê Tiến Hiển 39 tuổi, chủ gara và anh Nguyễn Duy Nhật 30 tuổi, người sống gần gara. Bốn người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có ba trẻ nhỏ là ba anh em trong gia đình và một người bị dập nát bàn chân, đa chấn thương. Về nguyên nhân vụ nổ, ông Tâm cho biết cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ. Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đến thăm hỏi động viên các nạn nhân, đồng thời đề nghị các bệnh viện tiếp tục quan tâm điều trị tốt cho các bệnh nhân, nếu cần thiết sẽ huy động các bệnh viện xung quanh hỗ trợ điều trị. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 4, tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, xảy ra một vụ nổ lớn ở xưởng sửa chữa ô tô Lê Hiển, 612, xã Quỳnh Tân. Được biết, anh Nguyễn Duy Nhật làm nghề buôn đồng nát, chở chiếc bình sắt tới gara sửa chữa ô tô của anh Lê Tiến Hiển, nằm bên quốc lộ 48E. Một số thợ cưa chiếc bình sắt dẫn tới phát nổ, gây chấn động mạnh. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến thấy anh Hiển tử vong tại chỗ. Anh Nhật và Nguyễn Duy Kỳ, 38 tuổi, cùng chú tệ xã Quỳnh Tân, cùng ba cháu nhỏ từ 8 đến 14 tuổi của gia đình hàng xóm đang chơi gần gara bị thương nặng. Các nạn nhân được chuyển tới bệnh viện địa bàn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Nhật đã tử vong. Anh Kỳ và bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu trong tình trạng sốc, mất nhiều máu, cẳng chân phải gần đứt lìa, cẳng chân trái dập nát. Khoảng 30 phút sau khi sơ cứu, anh Kỳ được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh ở thành phố Vinh. Tại hiện trường, gara rộng khoảng 200 m vuông, lợp tôn bị xô lệch, mặt sàn vương nhiều máu, một số đồ vật, máy móc vỡ hỏng. Đến 19 giờ 30 tối ngày 2 tháng 4, thông tin từ ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu xác nhận có hai nạn nhân tử vong trong vụ nổ, 4 nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện cụ thể bệnh viện sản nhi nghệ an hai bệnh nhân bệnh viện chấn thương truyền hình một bệnh nhân và bệnh viện đa khoa quang thành một bệnh nhân hiện sức khỏe của các nạn nhân tạm ổn định đang được chăm sóc đặc biệt